thơm lắm con này. Quá quá kìa, thơm quá, có quả chín rồi đấy, quả này chín rồi con ơi, để cho con ăn nhá. Cây này sai nhiều hơn cây. Nào nào ngồi vào quả đi rồi con ơi, lui ra nào, lui ra nào. Có cua có cả có gì đâu đi môi tối quá, bôi rồi quả xoài rồi, thơm quá, thơm quá. Ngon, thơm quá, ngon lắm các bạn. Chắc là có cây ở đây rồi. Đây, 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 mẹ cho con ăn này. Bố thấy cái gì ở đấy rồi. Đây lại thấy một quả nữa rồi. Đây dưới nước rồi, đụng lâu chắc là thối rồi con ạ. Quả này thối rồi. Chắc có cây ở đâu rồi, giờ hai mẹ con đi tìm xem nào. Một
Ừ, đây là được một quả rồi. Nhưng ơi, ô, rồi, các bạn coi ở đây rồi. Ngon quá, ngon quá con ạ, à. Ngon đấy. Ngon nhá. Để mình nhìn xem cây nó ở đây nhá. Để cho các mẹ em. Ôi, bố đâu rồi? Quả ở đây rồi, chắc là đến cây rồi đấy con ạ. Cây đến rồi con ơi. Cây đến rồi con ơi. Nhiều quả quá, may cho hai mẹ con nhiều quá nhỉ. Cây ở đây rồi, cây quả ở đây rồi. Con ơi nhìn thấy không? Bố ơi sướng quá. Hai trăm nghìn rồi. Đến đây. Ui sướng quá. Đến mất con này. Bố ơi ở đây chưa? Bố đừng có như thế này. Đây con ạ. Một điều thế này ấy. Ý cũng có này. Sướng quá. Ê con này con nhìn đây, trả cho con đi. Ngon nhá con ơi. Ê quả to quá. Cái này chắc là ngon lắm đây. Cây nó có quả thứ gốc lên.
có quả đấy. Con ơi, đây này. À con ngoan một tí đi, con ngoan đợi mẹ một tí nữa nhé. Mẹ hái quả nhá. Ôi, được nhiều này này. Ôi, thế. Nào con ơi, xem mẹ này con ơi. Mua cầm lấy quả này đấy. Này lắm đấy. Thịt quá còn lại. Này thật đấy. Thơm quá. Thơm lắm con ạ. Thơm quá. Có quả chín rồi đấy. Quả này chín rồi con ơi, để cho con ăn nhé. Đây có quả chín nhé. Có quả chín để cho con ăn nhé. Con ngoan nhé. Bố hôm nay mệt rồi phải không? Tiếp đi con. Ôi ngon quá nhỉ. Ăn không con ngoan nhé, mẹ đi hái tiếp về cho con ăn nhé. Ngon quá. Thơm. Con ngồi ở đây nhé. Con ơi, quả gì ạ? Thì mẹ á. Đây. Con ơi, đây, đây, mẹ đây. Đây, đây, mẹ đây. Ui, quả to lắm con ạ. Đợi mẹ một tí này. Ui. Con ơi, nhìn mẹ này, nhìn mẹ này. Nhìn mẹ này. Một tí nữa thôi, mẹ xong bây giờ rồi nhé. Ui, quả to, quả ngon đây này. Nhớ mẹ mang đi bán mua sữa cho con nhé. Mua sữa cho con uống nhé. Ui, quá. Cây này còn ngọt. Cây này thì sai nhiều hơn cây ở dưới kia. Ui. Thơm quá. Còn hơi sâu một tí. Mà không sao, mẹ mang người cho con ăn nhé. Ừ.
ăn nhá con ơi, tí mẹ lại bóc quả cho ăn nhá. Ăn quả ngon này. Ừ. Quả này cũng chín rồi này. Này thôi bé nhưng mà không sao, đẹp lắm. Đây con ơi, đây con ơi, mẹ hết xong rồi, để mẹ xếp vào giỏ đó nhá. Xong rồi hai mẹ con mình về nhá, hôm nay nặng đấy. Ôi quả này chín rồi, thơm lắm, ngon. Momo. Nắng quá, nắng quá. Con phải quạt cho con mát nhé. Mệt không? Hôm nay mệt không? Mệt lắm.
về mệt lắm. Ăn xoài ngon. Để chọn xem có quả nào chín không. Cho con ăn, cho con ăn nhá. À đây rồi, có quả chín đây rồi con. Đây quả này chín hơn. Quả này chín hơn rồi. Để bóc quả chín ăn cho con ăn nhé. Nào, 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 ngồi vào quả đi rồi con ơi. Lui ra nào, lui ra nào. Đây, hôm nay mẹ con mình đi hái đấy. Nhìn này con. Quay đây con ơi. Tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào. Tiếp nào con ơi, quay đây. Nào. Nào. Bên này má, bên này má. À, đây, đây, đúng rồi, đấy. Đẹp lắm. Nhiều lắm. Tiếp nhá. Tiếp nhá. Ngon lắm nhỉ, hôm nào mẹ lại đi, đi tìm nữa cho con ăn nhá. Đi ăn. Nào, con ơi, nào, con há mồm ăn nào, há mồm to nào. Ôi, đúng rồi, giỏi lắm. Nào, đâu, đâu, cái này mà. Nào, nào con ơi, nào, 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 há mồm ăn. Ui, giỏi quá, giỏi quá. Ăn tiếp nữa nhá.
ngày mai là nó chín dư đấy. Như em là năm nay nghỉ hè xong rồi lên lớp 2 rồi đấy cô phải không? Ờ, em 6 tuổi. Nếu mà nghỉ hè xong là vào lớp 1 đấy. Là con ngồi yên nhá. Em nó không biết đi đâu, em cũng không ngồi được. Thôi, không có nghề nghiệp gì ổn định đâu nhau. Con biết đi nhá. Nào, nào, cố lên. Cố lên. Không đi nữa. Nào, thế mẹ bé con đi nhá. Nào, cố một tí nữa nào, cố một tí nữa nào. Nào, cố một tí nữa. Chờ nợ nó chứ. Nào, nào đi nào. Đâu, thế mẹ dắt tay con. Nào, đi thẳng đi con. Cứ đặt tiếp nào. Nào con ơi, đứng để đi nào, đứng để đi cẩn thận nào. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi lắm. Đúng rồi.